Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh YouTube của đồng hồ Quang Lâm. Và ngày hôm nay bên em có về được với các bác một mẫu đồng hồ của thương hiệu Seiko. Đây nó là một chiếc Seiko được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi đồng hồ Quang Lâm các bác nhé. Và về kèm chiếc này thì các bác sẽ có bảo hành quốc tế đầy đủ đi kèm, được bảo hành toàn cầu 1 năm. Chiếc này nó là một phiên bản kỷ niệm 140 năm của Seiko. Một chiếc Seiko, chiếc này chạy bằng pin thường và hết pin là các bác thay. Một chiếc rất đẹp của Seiko, các bác có thể check cái mã tham khảo của chiếc này, nó là đây, bản kỷ niệm 140 năm các bác nhá. Đó. Hàng mới nguyên. Em có size mặt tường kính ở trên chiếc này, nó là size 40,3 và độ dày ở đây nó là dày 9,1. Lắc tu lắc trên chiếc này nó là 46,9 và nó hợp với các bác mà tay vừa và tay to là đeo sẽ đẹp, tay vừa tay nhỏ 15 đến 17, đeo chiếc này hoàn toàn thoải mái. Mặt đeo màu và thép bạc với bộ vân chạy tia. Kim cọc có màu xanh các bác nhé. Đó. Bộ kim có màu xanh, cọc số index, và chiếc này thì nó không có dạ quang. À, em xin lỗi là có đấy. Có dạ quang trên thân kim giờ, kim phút này các bạn này. Đầu các chấm ở 12 bộ cọc số đều có. Đủ để dùng vào buổi tối. Thiết kế rất đơn giản này, 3 kim 1 lịch, có logo góc 12 giờ, lịch ngày 3 giờ. Movement Japan cầm tên bộ máy 6N52. Kính là kính sapphire các bạn nhé. Núm chỉnh giờ bên hông góc 4 giờ, góc 3 giờ, không có logo. Còn mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên chiếc này. Water resistance chống nước là 13 này, 100 mét nước. Thép không rỉ Movement Japan. Máy 6N52. Chiếc này được sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Citizen, em xin lỗi của Seiko ở nước thứ ba và xuất ra thị trường quốc tế, trong đó có thị trường của Việt Nam. Kính sapphire, tem nhập khẩu chính hãng, tem xuất xưởng. Đó, đi kèm nó sẽ là dây thép có đục đặc. Và khóa là có khóa có logo của Seiko các bạn nhé. Em sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này. Rất đẹp. Chiếc này khá là mỏng. Mỏng lắm các bạn. Size 40,5, hợp với các bác tay 15 đến 17, đeo là hoàn toàn thoải mái. Kính sapphire, bảo hành 2 năm, thay thế pin miễn phí trong thời gian bảo hành. Hàng mới các bạn nhé. Chiếc này em về được một chiếc 4.600.000 và mã là 3901. Giá 4.600.000, giá này thì em đang sale khoảng tầm 20 đến 25% so với giá hãng niêm yết. Và giá này thì nó có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm của đồng hồ Quang Lâm và tùy thuộc từng cái chương trình khuyến mại. Để biết check giá chi tiết tại từng thời điểm thì các bác có thể truy cập trực tiếp vào website đồng hồ quanglam.com, đánh mã là 3901. Giá hiện tại là 4.600.000. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ đến bên em, các cái đầu số để các bác liên hệ là 1900 này, 3468, hai số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 696699. Đầu Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.